Cây ai mà cô thấy cháu bán hàng đầy ở cây đến lúc không đến. Đây, bà Tính ơi, xếp thời gian. Bà Tính, thời gian. Ông Huy bảo cái xin kính chào quý vị bà con. Hiện tại Hà Bưởi Ngon đang xuất cây giống xuống Ứng Hòa, Hà Tây cũ và một số khách các cô đây ở trên Đan Phượng, Hà Nội xuống tham quan và để ăn bưởi xong lấy cây giống. Mà chưa có một ai ăn bưởi mà không lấy cây giống ở đây cả. Cây nhá. Đấy, cô vặt một quả trên cây rồi tí cô vào cô bổ thử. Đây là cây bưởi đỏ Tân Lạc, Hòa Bình. À, cô ở Đan Phượng gần đây có mấy cây? Cô Đan Phượng à, đây cho cô vặt thử quả bưởi đỏ của cây bưởi đỏ vườn nhà cháu, cây bưởi đỏ Tân Lạc của nhà Hà Bưởi Ngon. Cô mà cặp. Cô nhiều đất lắm. Mỗi thôi là cô đang chọn lựa chọn thêm trồng bưởi gì? Đây Tân Lạc đây, nổi tiếng của Hòa Bình đây. Cháu vặt cho cô ăn. Cho cô đánh giá về cái loại nào cô nên trồng, cháu chẳng khuyên cô trồng loại nào. Nào cô ăn xong thì cô cháu làm cho có kinh nghiệm để trồng. Không phải, đây này, thứ nhất là cô ăn đã xong thì cháu mới giải thích cho cô cái nào cái hơn cái kém thôi. Chứ còn cháu khuyên cô mà cô chả trồng thì cháu chịu đúng không? Không sao. Một cây bưởi da xanh được bao nhiêu quả từ năm đến năm? Bình thường mà chi sớm mà hiện nay là chưa có cây trồng. Mua ấy. Ừ, thế cả.